sao mà em gặp về Hằng. Hằng Hằng đi khám bụng chứ đó, xong rồi mà chờ thì quả cho mẹ chờ cho tỏ mà trên thủ khoa đã làm đâu mà làm cũng được rồi, này, hai đơn sau đó giờ đi ăn để nhìn kết quả xét nghiệm. Nhà làm không làm được nhà? Hả? Làm chi hả? Nhà làm được không? Làm chi được? Làm một chi? Họ hẹn được khác à? Ủa? Ừ, của nhà bình thường mà. Đang hay mai cái? Nhà 4 cái chị. Hay mai tiền? 400. À, làm rẻ à? Người cao, để cao vối quá. Vối trắng. Vì nhổ cái đang khốn mà nếu chắc là ông chủ mình nhổ được á, đang khốn đang khó quá, tự nằm ngáng mày không nhổ. Ủa mình nhổ nó nguy hiểm lắm đó, dạ. Giỡn nè, mô sưng đau hoặc là nói có điện thoại chạy à? À của chị. Bác sĩ cho mình làm cho con. Alo. Hồi trước em nhổ một cái rồi. À, em đem nhà dùng chị với. Nên bữa nào cái căn đối diện cổng chính nhá, rồi chị chuyển khoản đấy. Làm nói chị Xu chị chuyển khoản nhé. Nó nghe đắng. Nghiện à? Dạ. Đắng em hình học tùm lắm. Đắng em nhổ bớt không bảo được. Không, nhổ nó phải niên chỉ con không thể đừng có nhổ. Ừ, phải ứng là nhổ mốt mà. Nhổ chay đắng chứ. Đúng thì đắng đó. Anh làm nhổ bổn để. Làm đang họ nhổ nó không nữa chứ. Cha nói đừng có nhổ, nhổ là phải niên, con không thôi đừng có nhổ đi nữa. Nói chung mình đi nhiều nơi mình hỏi rồi dạ. Đã, mình mới biết được ra một cái kết quả. Nhiều khi họ ai họ cũng ân tư vấn niên là sẽ khác. Cái con thì yêu anh đang học. Người yêu nó gọi Yên thì đang chồng của Yên thì đang học. Chồng của Yên. Chồng của Yên thì đang học. Ừ. Không hỏi được. Anh nhà Yên. Chị thấy người quen người lạ chị cũng rứa hết trơn á, cái giá nó cũng rứa, mình cứ đi đại đi. Em thấy ở đây họ làm kiểu như cùng kỵ mà lại ăn được giá rẻ. Họ làm kỵ thì họ làm đấy, mua đắng là 5 ngàn như mấy, mà thì họ làm giá rẻ đó. Kỵ. Chỗ chị làm giá cao lắm. Nhưng mà chưa chắc là hắn bày nhé. Tùy phải cái ví dụ như họ trám đó về sau này em có tình trạng là rớt ra hay không, hay là em trám mua mắt vừa mất thời gian em là vừa đi trám lại nữa. Chị chưa biết là cái dòng họ trám cho em là cái dòng gì, nó xịn nó bám bao lâu chứ còn cái chất mà mình trả mỗi đoạn đúng rồi tiền đúng rồi thôi. Đúng rồi, rải chắc chắn là hành cũng sẽ rải hơn chứ mô chứ chị trám nó cá toàn mấy trăm ngàn không á. Chị trám cá hàm răng chi mà ta thấy cả mấy triệu, 5 triệu 3. Trám ra một cái hả xin mấy? Chị không nhớ, chị trám cả hàm luôn. Trám hết. Trám hết cho không khỏi sao. Chứ không. Mà trám vừa chưa lâu chứ chị? Hậu dịch đấy. Làm răng nên nhiều thể loại làm. Người họ làm rẻ, người họ làm mát. Họ lấy, họ ưng, họ lấy giá là răng. Ừ, cái răng này khó. Giọng thẩm mỹ thôi. Ừ. Người lại rạng, người đặt.
và giảm làm cho môi chị lo là được và rải chất lượng gì thì phải tìm tòi đó. Dạ. Chờ đâu phải ai cũng biết được chỗ mình đâu. Tìm mà tìm ra phải nhờ. Thì rẽ ra không biết hiệu quả bao lâu không? Dạ. Con có bị rớt đồ ra không? Dạ, bao lâu là thật được. Thật nào thì kiện là ok. Trọn đời luôn chứ. Ý là chị trám là cái này là trám vĩnh viễn luôn á. Dễ chiên ấy. Thì đã là đúng rồi. Chứ còn em trám kiểu gì? Em chả biết. Em nói trám trám chứ con bị con hiện hay đơn gì. Em nói cái loại nên không có ấy. Trạm như vậy hẳn kiểu như hàng cò, kiểu như hàng cò biển nó màu vàng hay là gì nhỉ? Không. Trắng. Chị em có cái răng trạm đó em cho con. Chắc được cãi à. Mụn mụn ngắn nhiều lắm nhưng mà nó khó nặng. Khó nặng lắm thì khó chịu đấy. Hắn kiểu hắn mụn nó đã. Mụn không ra, không chịu ra. Gì mà giá này nhạy cảm này. Đỏ đỏ nên nó mỏng. Cho giọng mà được ông cu là cái mụn nó đã dễ sợ. Cục nào cục nảy ra thành gió. Đi sáng là cô này là hơn hơn em phải chơi tập 3 tuổi đó ha. Cháu gì á? Ừ. Rằng biết. Thì họ nghe biết chứ. Hắn nói à? Dạ. Hắn nói nó cũng đập 7 á. Không bị khờ. Em bị bệnh từ nhỏ nữa. Do bị động kinh, bị co giật á. Do sốc cao mà để vậy. Không cho ông bình thường rồi. Ông cũng thắng mình lạnh. Đã quá rồi. Nên là dơ thành kinh hình này đó. Tội. Thuộc mà co giật ra mình ở này. Được đứa đó hả chị? Hai đứa, đứa nhỏ nữa. Nhỏ thì khôn ngoan hơn. Lanh. Và nhỏ lanh. Thì xã Long Nam đi bơ bà đang mở cửa ra và nói bơ ai mở cửa đấy nhà ông luôn bơ nói bơ đá nó cái đó này mưa ấy phải mưa hay gì thì là ông gọi là gì không biết bơ nói nó phải phải không nói bà đang mà chọc người hay 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 chuộng hỏi có bí mất rồi thầy có bí mất rồi